Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra từ các ngày 27 đến 29 tháng 6. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh trong 12 năm học phổ thông, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp, làm cơ sở để đánh giá chất lượng dạy học trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Còn đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thì có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh. Với tính chất quan trọng của kỳ thi như vậy, đòi hỏi sự nghiêm minh, công bằng, khách quan, trung thực. Vậy ở thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ở 63 tỉnh thành như thế nào? Ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin cảm ơn Phó Giáo sư đã dành thời gian đến với chương trình. Vâng, xin chào biên tập viên Thúy Dung và quý vị khán giả. Vâng. Vâng, thưa giáo sư, như vậy là chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, ngày 27 tháng 6 sẽ là thời điểm thí sinh đến các cái điểm thi để làm các cái thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Lúc này thì các em sẽ kiểm tra tất cả các cái thông tin cá nhân lần cuối và sau đó thì các em sẽ làm bài dự thi trong 2 ngày 28 và 29 tháng 6. Vậy thì thưa ông, ở cái thời điểm này thì công tác chuẩn bị của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như là của 63 địa phương trên cả nước như thế nào ạ? Vâng, đến giờ phút này có thể nói là tất cả 3 nhóm vấn đề lớn của công tác thi thì đã được cơ bản là triển khai đúng tiến độ. Thứ nhất đó là cái hệ thống văn bản của Bộ và thứ hai là chỉ thị của Thủ tướng để vừa chỉ đạo vừa để đủ cái cơ sở pháp lý cho các địa phương tổ chức kỳ thi. Vấn đề thứ hai đó là các văn bản hướng dẫn và tập huấn. Đến giờ phút này Bộ cũng đã tập huấn xong về vấn đề tổ chức kỳ thi, thanh kiểm tra, tổ chức phần mềm chấm thi để cho các địa phương về triển khai công việc ở địa phương. Và vấn đề thứ ba đó là vấn đề đi kiểm tra và phối hợp với các địa phương để triển khai các cái điều kiện cơ sở vật chất, con người, nhân lực, vật lực và các điều kiện khác tại 63 tỉnh thành. Và hiện nay 63 tỉnh thành đang khẩn trương để triển khai các công việc cuối cùng chuẩn bị cho cái kỳ thi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đảm bảo công tác coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đã thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 Sở Giáo dục và Đào tạo. Và tại các địa phương thì đều đang rất là tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 theo đúng tiến độ thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Và hai yếu tố quan trọng nhất là con người, cơ sở vật chất đều được lên kế hoạch chu đáo, cẩn trọng. Kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, lãnh đạo các địa phương cho biết tính đến thời điểm này đã khảo sát lên kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi. Cùng với đó, các ban chỉ đạo thi của các địa phương cũng xây dựng phương án phối hợp giữa các sở ban ngành trên địa bàn để đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng. Chúng tôi có cái kế hoạch cá biệt hóa trong ôn tập cho đến giai đoạn nước rút. Tỉnh sở cũng đã thành lập cái tổ phương pháp lưu động đến từng trường, giao chỉ tiêu kế hoạch và dự các giờ ôn tập theo cái hướng cá biệt này để hỗ trợ cho học sinh là các con có cái mục tiêu đạt được thì mỗi em là một kế hoạch mục tiêu riêng và ôn tập trên tinh thần đó để các con biết điểm yếu và điểm mạnh của mình trong quá trình ôn tập để mà chủ động cái kế hoạch và có sự hỗ trợ của thầy cô. Cùng với tập trung ôn tập cho học sinh, ngành giáo dục Gia Lai và Kon Tum cũng xây dựng các phương án, tập huấn quy chế thi cho giáo viên, cán bộ tham gia làm công tác tổ chức kỳ thi với tinh thần không lơ là ở bất kỳ khâu nào của kỳ thi. An ninh, an toàn của kỳ thi ở tất cả các khâu được xác định ở mức cao nhất. Cái thời điểm mà tổ chức cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì đối với Tây Nguyên lại rơi vào cái mùa mưa. Vì vậy cho nên là bài thi, đề thi sau khi in xong thì được bỏ vào các cái bì thì theo đúng quy định. Thì riêng với lại Gia Lai thì sẽ thêm một cái bì nhựa nữa để chống cái trường hợp bị ướt. Đấy. Rồi sau khi mà thí sinh thi xong, bài thi của các em được mang về để bàn giao cho cái ban chấm thi thì bài thi cũng được bỏ vào trong các bì theo đúng quy định. Nhưng mà ở Gia Lai
thì cũng phải thêm bình nhựa để phòng trường hợp là ướt mưa. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các địa phương phải quan tâm tới công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi, đảm bảo tất cả các lực lượng tham gia vào các khâu của kỳ thi được tập huấn, nắm chắc quy chế. Việc tập huấn cần đảm bảo chất lượng, có sự tương tác, kiểm tra sự nắm bắt của người tham gia tập huấn. Thí sinh tham gia thi cũng cần phải được phổ biến quy chế thi một cách kỹ lưỡng, từ đó các em thấy được trách nhiệm và chủ động không vi phạm quy chế thi. Vâng, thưa ông, thì chúng ta vẫn thường nói rằng là hai cái yếu tố rất là quan trọng để tạo nên thành công của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước, đó chính là yếu tố cơ sở vật chất và con người. Ông có thể lý giải cụ thể là vì sao hai cái yếu tố này lại được đặt ra như vậy không ạ? Hai yếu tố quan trọng đó là con người và cơ sở vật chất. Vì con người là một trong những yếu tố quyết định cho tất cả chi phối về kỳ thi. Do vậy, tinh thần chung của chỉ thị Thủ tướng cũng như của Bộ và địa phương đó là phải rà soát và chọn đúng người, đúng việc cho từng công việc cụ thể. Từ công việc ban chỉ đạo cho đến việc làm đề thi, cho đến chọn cái đội ngũ ra đề thi, rồi đến vấn đề về coi thi, chấm thi, thanh tra kiểm tra. Thì tất cả những khâu nào đều quyết định và không khâu nào là không quan trọng cả. Và chỉ cần một khâu không quan trọng sơ suất thì có thể dẫn đến những cái hậu quả lớn. Do vậy con người là yếu tố quyết định và chúng tôi phải tập huấn kỹ và phải yêu cầu các đơn vị, các địa phương phải làm đúng quy chế. Thứ hai đó là yếu tố về cơ sở vật chất rất quan trọng trong điều kiện là diễn ra mùa hè, thời tiết khắc nghiệt và có thể có những thay đổi từ nhiều vùng miền. Do vậy tập trung nhiều nhất đó là cái điều kiện về các phòng ốc. Thứ hai là các cái phòng để in sao đề thi. Và thứ ba đó là các điều kiện các cái phòng để cho các thí sinh thi. Và cuối cùng nữa đó là các cái điều kiện hỗ trợ về an ninh, an toàn, rồi an toàn thực phẩm, mọi cái, tất cả những điều kiện đã hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh. Thì đến giờ phút này cơ bản là hoàn thành và có thể nói là hai yếu tố này rất quan trọng. Và chúng tôi theo dõi, đánh giá cũng như là kiểm tra thường xuyên và nhắc nhở các địa phương làm tốt công việc này. Vậy thì thưa ông có cái lưu ý gì tới các địa phương trong cái vấn đề lựa chọn những con người mà tham gia vào cái công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không? Trước hết đó là các địa phương phải lưu ý là phải thực hiện đúng quy chế, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn là rất cụ thể và rất rõ. Và thứ hai là phải tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để chọn được cái ban chỉ đạo tốt nhất, đúng người đúng việc. Và thứ ba nữa đó là tập huấn kỹ cho từng đội ngũ khác nhau, từ đội ngũ coi thi cho đến đội ngũ phục vụ thi, cho đội ngũ làm công tác đó là chấm thi trắc nghiệm. Rồi cuối cùng đó là đội ngũ thanh kiểm tra ở cấp địa phương cũng rất quan trọng. Và kể cả ban chỉ đạo cũng phải nắm chắc được tất cả những quy trình, quy chế để thực hiện đúng. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ nằm ở khu vực vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn với tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao của huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, có 245 học sinh lớp 12. Hôm nay, trường tổ chức chia số học sinh thành 12 phòng thi để học sinh thi thử kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Em cảm thấy kiểu thoải mái hơn tại vì có một cái kỳ thi để cho mình biết được cái năng lực của mình để mình có thể cố gắng hoàn thiện hơn vào cái kỳ thi chính thức của bộ. Thường thì lớp bọn em được tổ chức học thêm ngoài giờ ở trên lớp và về nhà bọn em có tự học vào buổi tối để chuẩn bị bài, ôn tập lại bài và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Lãnh đạo nhà trường cho biết việc ra đề thi thử cho học sinh được bám sát với đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến từ nay đến trước khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức diễn ra, nhà trường sẽ tổ chức thêm một đợt thi thử nữa cho các em. Cái đề thi thử này thì tôi đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn nhà trường đã chuẩn bị cách đây hơn nửa tháng và có sự kiểm duyệt kỹ của bộ phận chuyên môn nhà trường, đặc biệt là giao trách nhiệm cho tổ trưởng chuyên môn phải chịu trách nhiệm trong đề thi và có phó hiệu trưởng chuyên môn kiểm duyệt lại lần cuối cùng. Tại tỉnh Đắk Lắk, năm nay có khoảng hơn 20.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tỉnh dự kiến tổ chức 32 điểm thi với khoảng 900 phòng thi ở trên 15 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh. Kỳ thi dự kiến sẽ huy động trên 2.000 cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ kỳ thi. Trên cơ sở cái đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì chúng tôi yêu cầu các nhà trường và các cụm chuyên môn ở các trường theo đơn vị của huyện
sẽ thiết kế những cái đề thi minh họa nó phù hợp với cái yêu cầu của cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông để rèn luyện cho các em, ôn tập cho các em. Và chúng tôi cũng đề nghị các nhà trường là nên tổ chức để khảo sát thi thử các em. Đến thời điểm này, hầu hết các trường trung học phổ thông trên cả nước đã chuẩn bị kết thúc năm học và bước vào giai đoạn cao điểm ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh lớp 12. Các trường cũng chủ động xây dựng kiến thức ôn tập phù hợp, phân công giáo viên kèm cặp học sinh yếu kém để các em có tâm thế vững vàng và kiến thức tốt nhất cho kỳ thi. Em có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học ạ. Và trường em thì cũng đã ôn tập hết và sang cái giai đoạn là luyện đề để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp rồi ạ. Đã bây giờ các thầy cô đang hệ thống lại các kiến thức từ đầu năm học và vừa hệ thống lại kiến thức vừa ôn tập. Ở trên lớp thì bọn em sẽ được học chính khóa buổi sáng và buổi chiều thì em sẽ có một số buổi học thêm. Còn buổi tối thì thường em sẽ dành thời gian tự học. Và nói chung là em thấy cách phân bổ thời gian giữa nghỉ ngơi và học tập thì rất là quan trọng trong giai đoạn này của em. Thời điểm này thì hầu như các bạn ấy đã phải ôn tập gần như hết rồi. Và mình cũng đã cho các con luyện đề. Bởi vì khi mà luyện đề thì các con sẽ được cọ sát được nhiều các cái kiến thức mà nó sẽ gần khớp hơn với cả cái đề thi gốc. Rèn luyện cái kỹ năng làm bài, cái đấy là cái mà rất là quan trọng trong vấn đề thi cử của các con. Bởi nếu như mà kiến thức mà tốt mà không có kỹ năng thì cũng không thể thành công được. Và phần lớn thì hiện nay là các con đang ở trong cái giai đoạn rèn luyện kỹ năng, ôn luyện lại và để tiến tới một cái kỳ thi và kết quả một cách tốt đẹp, đạt kết quả một cách tốt đẹp nhất. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra với 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, cùng một trong 2 bài tổ hợp là khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Trong đó bài thi ngữ văn theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại theo hình thức trắc nghiệm. Trong chỉ thị mới đây của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh của năm 2023 thì chỉ thị cũng đã nhấn mạnh đến cái giải pháp chống gian lận. Khi mà ở những năm trước thì chúng ta thấy là ở một số địa phương và còn có cái sự là chưa chủ động hay là chưa quyết liệt trong cái việc chống gian lận thi cử, và đặc biệt là cái tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi thì được nhận định là ngày càng tinh vi và phức tạp. Vậy thì thưa ông, kỳ thi năm nay thì sẽ có những cái điểm mới nào để khắc phục cái vấn đề gian lận thi cử với những cái thiết bị công nghệ cao ạ? Có thể nói là cái công nghệ cao là một trong những cái điều kiện rất khó lường, kể cả thế giới cũng như Việt Nam. Do vậy chỉ thị Thủ tướng cũng như Bộ đã chỉ đạo rất kỹ về này. Và một trong những yếu tố quan trọng đó là Thủ tướng cũng rất quan tâm là chỉ đạo Bộ Công an phối hợp tốt với Bộ Giáo dục Đào tạo, và cấp địa phương đó là Sở Công an và Sở Giáo dục Đào tạo và địa phương phải phối hợp tốt. Trong đó là chúng tôi tập huấn rất kỹ cho việc đó là các cái vật dụng mà gợi mở cho cái việc đó là chống gian lận trong thi cử công nghệ cao. Thứ hai nữa là sự phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo trong việc ban hành cái hướng dẫn mới trong phối hợp. Trong đặc biệt đó là A03, A06 và A05 là những cái cục mà rất liên quan đến công tác thi và an ninh thi và công nghệ cao. Và đến giờ phút này có thể nói là văn bản này đã tập huấn kỹ cho địa phương để phối hợp. Và đặc biệt năm nay nữa đó là việc không cho mang vào các vật dụng mà truyền tin ghi âm ghi hình, và cũng là một trong những cái để hạn chế các việc đó là phòng chống gian lận công nghệ cao trong thi cử. Dạ vâng, thưa ông, vậy thì thực tế khi mà đi tập huấn cho các cái địa phương về các cái công tác chống gian lận thi cử thì từ phía các địa phương có những phản hồi gì với Bộ Giáo dục và Đào tạo về cái sự khó khăn trong cái việc phát hiện hay là như thế nào ạ? Đến giờ phút này thì cơ bản là các địa phương rất đồng thuận với cái quy chế mới, đó là cấm cái việc mang vào các cái vật dụng đấy. Và đặc biệt là Bộ Công an, nhất là A05 và A06 đã về tập huấn kỹ cho các địa phương, và hiện nay đã có văn bản hướng dẫn cho các cái Sở Công an để phối hợp cùng với lại các địa phương để phòng chống việc này. Và chắc chắn là tôi nghĩ là với cái thực hiện đúng quy chế và sự thận trọng và tập huấn kỹ thì chắc chắn là cái việc mà phòng chống việc gian lận này sẽ thực hiện tốt. Vâng, thưa ông, vậy thì còn đối với các em thí sinh, hàng triệu thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tới đây, từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông có những cái lưu ý gì tới các em để làm thế nào mà các em ghi nhớ và sẽ không vi phạm những cái vấn đề về kỷ luật phòng thi ạ? Một trong những cái lưu ý nhất của chúng tôi, kể cả cho cán bộ coi thi và thí sinh, đó là thực hiện quy chế, quy chế và quy chế. Có nghĩa là các em trước hết phải làm đúng quy chế rồi.
để tránh những cái sai sót không cần thiết, không đáng có. Đặc biệt là các em đọc kỹ là chỉ những cái vật dụng được mang vào và những cái vật dụng thiết yếu của thí sinh. Còn lại tuyệt đối không mang vào những cái vật dụng mà đã cảnh báo. Đó là liên quan đến việc đó là phòng chống gian lận trong công nghệ cao. Thì đây là một trong những các em phải lưu ý. Và thứ hai nữa là các em phải tập trung cho việc đó là về giờ giấc đến làm bài trong điều kiện khắc nghiệt thời tiết, và thứ hai là khó khăn. Thứ ba nữa đó là các em phải cố gắng là ôn luyện tốt, nhưng mà phải rất bình tĩnh, tự tin và thoải mái về tâm lý. Vâng, thưa ông, vậy còn thì có một cái vấn đề nữa, tức là trong quá trình làm bài á, cả thí sinh và giám thị cần phải có những cái lưu ý gì? Vì hàng năm chúng ta đâu đó cũng có xuất hiện những cái vấn đề mà xảy ra trong phòng thi dẫn đến những cái lỗi kỷ luật không đáng có. Đúng rồi, cái này chúng tôi cũng đã tập huấn rất kỹ cho ban chỉ đạo của các địa phương là phải đưa ra những tình huống cụ thể và để lường trước được. Kể cả thí sinh có thể là gì, lo lắng quá mà mất ngủ, đến khi vào phòng thi lại là ngủ gục. Thì những việc đó chúng tôi cũng đã có cái nhắc nhở cán bộ coi thi để lưu ý, để động viên các em và nhắc nhở. Như vậy có rất nhiều tình huống có thể phát sinh mà mỗi địa phương phải có những kịch bản riêng để chuẩn bị. Và nếu như những cái việc trường hợp đã xảy ra thì địa phương chủ động để triển khai và thực hiện tốt. Còn vướng vấn đề gì có thể báo cáo lên cấp trên để chúng tôi cùng xử lý. Thưa quý vị và các bạn, khi mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đang đến rất gần thì thời điểm này, các nhà trường, giáo viên và học sinh lớp 12 cũng đang vào giai đoạn chạy nước rút ôn tập cho kỳ thi. Đây là kỳ thi đặc biệt quan trọng với đa số thí sinh, khi điểm thi không chỉ để xét công nhận tốt nghiệp mà còn là cơ sở để các trường đại học xét tuyển. Lúc này thì học sinh lớp 12 đang được các nhà trường chú trọng định hướng ôn tập để làm sao mà việc ôn tập vừa đạt hiệu quả vừa giảm bớt áp lực cho học sinh. Tiết học ôn tập môn lịch sử chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đang tới rất gần. Cả cô và trò đều tập trung, cố gắng và nỗ lực để có kết quả làm bài tốt nhất. Dạ, trên lớp thì em được các thầy cô ôn và giảng những cái câu hỏi khó và cho đề cho em giải. Về nhà thì em xem lại những cái đề đó và xem những cái phần em đã làm sai. Tôi sẽ cho học sinh cái đề để làm bài. Thì khi làm đề thì hướng dẫn các em gạch những cái từ khóa mà cái nội dung cần hỏi, rồi sau đó sẽ em sẽ chọn được cái nội dung nó phù hợp để trả lời cho câu hỏi. Đối với em thì cũng có một chút áp lực, nhưng mà để mà có thể có cái điểm số cao nhất thì em vẫn phải cố gắng để vượt qua cái áp lực đó. Năm học này, trường Trung học phổ thông Rồng Giềng có 12 lớp 12 với 520 em học sinh. Trong quá trình ôn tập, các em được tham gia các kỳ thi thử do Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang tổ chức. Những em nào có nguyện vọng thi để xét tuyển vào đại học thì nhà trường bố trí vào các cái lớp ôn đại học. Còn những em nào chỉ thi để phục vụ mục đích là tốt nghiệp trung học phổ thông thì nhà trường cũng bố trí những cái lớp khác. Nhìn chung là quá trình ôn thì thầy trò nhà trường thì rất quyết tâm để đạt kết quả tốt nhất trong cái kỳ thi năm nay. Chúng tôi cũng mong quý vị phụ huynh học sinh và các cái tổ chức ban ngành của xã hội cố gắng là tạo điều kiện và động viên các em trên cái tinh thần là bình tĩnh, tự tin, cộng với cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng như thế thì mong hứa hẹn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của tỉnh Kiên Giang sẽ có cái kết quả tốt đẹp. Tại Hà Nội, việc ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng được các trường đẩy mạnh. Giai đoạn này thì đối với các nhà trường thì mình nghĩ rằng nó có hai cái nhiệm vụ rất là cơ bản. Thứ nhất là phân hóa học sinh, đối với em có cái khả năng học tập tốt hơn nhằm các cái mục tiêu thi vào các trường đại học và cao đẳng. Thứ hai là quan tâm đặc biệt đến những em mà có cái khả năng học tập thấp hơn, yếu hơn. Chúng ta phân loại học sinh để có sự ôn tập tránh trượt tốt nghiệp đối với các em. Ở trên lớp thì bọn em sẽ được học chính khóa buổi sáng và buổi chiều thì em sẽ có một số buổi học thêm. Còn buổi tối thì thường em sẽ dành thời gian tự học. Và nói chung là em thấy cách phân bổ thời gian giữa nghỉ ngơi và học tập thì rất là quan trọng trong giai đoạn này của em. Tuyệt đối không được con nào có cái tư tưởng là một trình khó không làm và con bỏ qua, hoặc các con tích bừa thì con điểm sẽ không cao. Nhưng các con chỉ cần đọc đề, sử dụng các kiến thức của con ôn tập là con đã có thể làm được trong vòng ít nhất là 20 câu đầu là con có thể làm được. Còn các câu sau các con có thể đọc và suy luận để làm tiếp thì cái cơ hội điểm cao con sẽ cao hơn. Các con hãy cố gắng giữ sức khỏe thật là tốt, giữ tâm lý thật là vững vàng để bước vào kỳ thi.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6. Trong đó, ngày 27 tháng 6 là ngày làm thủ tục dự thi, tổ chức coi thi vào ngày 28 và 29 tháng 6, ngày 30 tháng 6 là ngày thi dự phòng. Thí sinh cũng cần lưu ý phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Phải tuân thủ đầy đủ các quy định của phòng thi, bảo vệ đề thi và bài thi của mình, kiểm tra các thông tin cá nhân và bài thi của mình trước, trong, giờ làm bài và khi nộp bài. Vâng, thưa ông, thời gian vừa qua thì theo thực tế ghi nhận của phóng viên thì các nhà trường, các học sinh và thậm chí là cả các sở giáo dục đào tạo nữa thì đều cho các em ôn tập theo cái định hướng là đề thi mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cùng với đó là tổ chức các cái kỳ thi thử giống như thi thật thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vậy thì nói đến câu chuyện đề thi, ông có thể nói gì về đề thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tới đây ạ? Có thể nói là Bộ đã chuẩn bị rất kỹ từ sớm từ xa về cái hệ thống ngân hàng câu hỏi và đã huy động cái đội ngũ giáo viên rất lớn của cả nước, kể cả giáo viên trung học phổ thông và giáo viên đại học, để chuẩn bị từ việc là xây dựng đề thi mẫu, rồi những vấn đề về ngân hàng câu hỏi thi, rồi thử nghiệm, và đến vừa rồi kết thúc đó là thẩm định ngân hàng câu hỏi thi để đưa vào chuẩn bị cho công tác làm đề. Và định hướng chung đó là làm thế nào để các cái câu hỏi và cái đề mẫu nó phải tương đối là tương thích với nhau, và phải có sự đánh giá được học sinh trong quá trình học trong 12 năm, nhưng đồng thời nó cũng tập trung vào cái khối kiến thức của lớp 12. Và thứ ba nữa đó là có sự phân loại được thí sinh ở một phần để giúp cho cái việc đầu vào của các cái tuyển sinh đại học và giáo dục nghề nghiệp. Vâng. Như vậy là với các nhà trường, với các giáo viên và học sinh đã ôn tập rất là kỹ lưỡng theo cái định hướng đề thi mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hoàn toàn có thể yên tâm vào cái kỳ thi tốt nghiệp sắp tới đây, đúng không ạ? Cơ bản tất cả những kiến thức của đề thi đều nằm trong kiến thức trung học phổ thông, đặc biệt là khối 12. Do vậy các em ôn tập kỹ, có hướng dẫn, và đặc biệt là các trường đã chuẩn bị thi thử nữa. Vâng. Thì chắc chắn là kỳ thi các em sẽ thành công. Vâng. Vâng, thưa ông, thực tế thì chúng ta có thể nhìn thấy là hiện nay thì có rất nhiều các cái kỳ thi riêng của các trường đại học tổ chức để tuyển sinh. Nhưng mà cái tỷ lệ mà các trường đại học sử dụng kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển đại học vẫn chiếm một cái con số áp đảo, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để đề thi không phải chỉ của năm nay và những năm tiếp theo, cái độ phân hóa của nó tốt để vừa không chỉ là để giúp học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn giúp các trường đại học có một cái căn cứ cơ sở vững chắc để giúp cho các trường đó thực hiện công tác tuyển sinh ạ? Về công tác tuyển sinh đại học và giáo dục nghề nghiệp thì cơ bản là hiện nay các trường tự chủ và hướng đến tự chủ thì có thể là có nhiều phương thức xét tuyển và thi tuyển. Thì trong đó có việc là thi đánh giá năng lực cũng là một phương thức mà đã có trong đề án của các trường cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên thì tiểu chung thì các cơ sở giáo dục đại học hiện nay cũng cơ bản là tập trung vào cái việc sử dụng kết quả thi trung học phổ thông. Một trong lý do quan trọng đó là kỳ thi này cũng là kỳ thi toàn quốc, chung đề chung đợt, và thứ hai là cái độ bảo mật an ninh tất cả mọi cái là cao nhất, và thứ ba nữa đó là được chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Do vậy gần như các trường top đầu, đặc biệt là khối y dược, hiện nay vẫn sử dụng kết quả thi trung học phổ thông. Và Bộ cũng đang hướng đến cái việc đó là giảm bớt các kỳ thi để làm thế nào giảm áp lực cho thí sinh, nhưng vẫn đảm bảo độ công bằng, tin cậy để giúp cho cái việc thí sinh có thể là lấy kết quả thi trung học phổ thông để sử dụng vào kết quả thi xét tuyển đại học và giáo dục nghề nghiệp cũng như nhiều công việc khác. Vâng, thưa ông, sau khi mà kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì thí sinh sẽ có những cái mốc thời gian nào cần phải lưu ý? Ví dụ như thời điểm nào thì các em sẽ biết kết quả thi tốt nghiệp của mình ạ? Kết thúc thi vào ngày 29 và ngày 30 đó là ngày dự trữ thêm. Và sau đó thì Bộ cũng như các địa phương sẽ tập trung ngay vào việc chấm thi cho các em. Và cơ bản là chấm thi trắc nghiệm, do vậy hệ thống chấm thi nó cũng tốc độ cho đến ngày 15 tháng 7. Thì tất cả 63 tỉnh thành sẽ gửi dữ liệu về cho Bộ qua hệ thống phần mềm. Và sau đó thì đúng 8 giờ của ngày 18 tháng 7 thì Bộ sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên nhiều cái hệ thống khác nhau của Bộ và của các địa phương, để giúp cho các em có thể là có cơ hội tiếp cận nhiều thông tin khác nhau để lấy được cái kết quả cuối cùng. Và sau đó thì các trường sau xét tốt nghiệp trung học phổ thông ngay cho các em. Vâng, thưa ông, đối với các cái cán bộ tham gia công tác
tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì cũng phải nói là một con số rất lớn trên 63 tỉnh thành của cả nước. Vậy thì ông có đưa ra một cái lời khuyên hay là những cái gợi ý như thế nào để những cán bộ này vừa làm đúng và trách nhiệm của mình trong kỳ thi ạ? Có thể nói là kỳ thi rất lớn, năm nay đủ cả hơn 1.024.000 thí sinh trên cả nước thi. Và do vậy cái đội ngũ lực lượng mà huy động thì cả nước là hơn 250.000 người. Do vậy bộ cũng đã tập huấn rất kỳ. Và thứ hai là như tôi vừa trình bày ban đầu, đó là giao đúng người đúng việc để cho cái việc đó là thuận lợi nhất cho việc các cái công việc công đoàn của công tác thi. Và đặc biệt cũng nhắc lại các tất cả các bộ coi thi từ cấp ban chỉ đạo cho đến các địa phương, các cái cán bộ coi thi thanh tra đều phải thực hiện đúng quy chế. Và quy chế hiện nay là cơ bản đã rõ và cũng không quá phức tạp để khó hiểu. Do vậy các địa phương phải tập trung tập huấn kỹ và phải giải đáp thắc mắc cho cán bộ coi thi cũng như tất cả các bộ liên quan. Thì tôi nghĩ là nếu chúng ta thực hiện tốt việc quy chế thì chắc chắn kỳ thi sẽ an toàn và đảm bảo được các kết quả tốt nhất. Vâng, còn đối với thí sinh và các gia đình thì có thể nói thời điểm này cũng là một cái giai đoạn rất là áp lực đối với họ. Ông có một cái chia sẻ gì đối với các em thí sinh và các bậc phụ huynh không ạ? Vâng, kỳ thi nào cũng áp lực cả. Tuy nhiên thì các em học 12 năm cũng đã qua nhiều kỳ thi và đánh giá năng lực của các em. Và các em cứ bình tĩnh tự tin, thoải mái và ôn luyện kỹ nhưng mà cũng không gây áp lực cho mình để bước vào một kỳ thi thì thoải mái nhất và làm bài tốt nhất. Và đặc biệt đó là kiểm soát được thời gian. Và thứ hai là chế độ dinh dưỡng để làm thế nào tốt nhất vào thời điểm thi. Và gia đình phụ huynh cũng nên động viên, chia sẻ với các em, cũng không nên tạo áp lực. Bởi vì quá trình học là quá trình lâu dài và con người phát triển lâu dài trong tương lai. Vâng, đó là những cái lời khuyên, những chia sẻ hết sức chân thành đến từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Quản lý Chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và với những cái lời khuyên này thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình. Và xin cảm ơn biên tập viên và quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành giáo dục và các địa phương, chúng ta cùng hướng tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.